Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng nhớ các vua hùng. Sáng nay ngày 29 tháng 4, 13 âm lịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo đảng, nhà nước và tỉnh Phú Thọ đã dâng hương tại khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, trung ương, tỉnh Phú Thọ và đông đảo nhân dân tham dự lễ dâng hương. Khoảng 6 giờ 30 sáng cùng ngày, đoàn dâng hương với đội nghi trượng uy nghiêm, đoàn cờ phướng lộng lẫy khởi hành từ sân trung tâm lễ hội lên đền thượng. Đi đầu đoàn hành lễ là các chiến sĩ rước quốc kỳ, cờ hội và vòng hoa mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các vua hùng đã có công dựng nước. Khoảng 7 giờ, đoàn dâng hương lên tới đền thượng. Trước anh linh các vua hùng, ông Bùi Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, chủ lễ dỗ Tổ Hùng Vương năm 2023, đọc chúc văn bày tỏ lòng tự hào, biết ơn công đức tổ tiên, ôn lại và tự hào về truyền thống dựng nước, giữ nước vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Kính cáo trước anh linh các bậc tiền nhân về những thành tựu to lớn mà đất nước đạt được trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế. Trước anh linh tiên tổ, chúng con xin nguyện tiếp nối truyền thống tiên rồng, phát huy cao độ lòng yêu nước và tinh thần cách mạng. Cùng đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu hết mình vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước của cha ông. Tiếp tục đổi mới tư duy và hành động tích cực, hiệu quả hơn nữa, đưa đất nước phát triển ngày càng hùng cường, thịnh vượng, làm rạng danh cơ đồ dân tộc. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ vinh dự được thay mặt đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài giữ gìn lăng miếu tổ tiên. Chúng con nguyện đoàn kết một lòng, xây dựng quê hương đất tổ ngày càng giàu mạnh, chăm lo xây dựng, tu bổ, tôn tạo nơi thờ tự để con cháu lạc hồng đời đời thờ phụng. Ông Bùi Văn Quang đọc chúc văn. Sau phần đọc chúc văn, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các lãnh đạo đảng, nhà nước, các cơ quan trung ương, các địa phương, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ vào thượng cung dâng hương, hoa, lễ vật tri ân, tưởng nhớ công đức các vua hùng và các bậc tiền nhân. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các lãnh đạo đảng, nhà nước trên đường lên đền thượng. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các lãnh đạo đảng, nhà nước đi qua đền hạ. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các lãnh đạo đảng, nhà nước dâng hương tại thượng cung.